là sau khi đã nghe qua mặt sư phụ. Chỉ dẫn hai nhân cơ sở đón trước một cuộc bình công phải là dự đoán sẽ là một cuộc đình công rất lâu của các vị quanh. Một cuộc đình công có thể gây nhiều ảnh hưởng trầm trọng đến các chính sách kinh tế của đạo. Cuộc đình công này được ấn định bắt đầu bằng chuyện đêm mai ở Anh Quốc, đó là luôn hoạt động hài hòa của anh giảm bớt hoàn bản chấp hành 40 tháng 10 liên đoàn thủy thủ anh hôm qua đã bỏ ngoài lời bảo là một caro từng kêu gọi họ thấy bãi công tác vật lịch tổng các đình ở thổ và ban chấp hành cộng đồng thanh vừa quyết đó là ở liên cơ sở đã